Nói về cái việc mà thay đổi răng á, nó thay đổi ngoại hình và nó cả thay đổi cả cái con đường sự nghiệp của em luôn á. Ngày xưa á, răng em thì cái màu cũng giống như chị Quyền. Và em có bị tật á là cắn móng tay. Em cắn liên tục luôn, hai cái răng cửa em nó bị khuyết vào và nó bị rất là ngắn. Là em cắn từ nhỏ cho tới lớn á. Trời ơi. Trời, cái cắn móng tay tới mức mà cắn răng mình mỏng mòn luôn. Là nó mòn luôn, là chẳng hạn hàm răng mình nằm ngang vậy đi. Hàm răng này tới hai cái răng cửa nó khuyết vô, nó đi ngang. Chơi vậy đó. Vâng, răng khuyết. Sau đó rồi Phúc đi casting, không bao giờ được bất kỳ một cái vai nào hết. Nhưng mà sau khi mà làm răng xong, thay đổi màu sắc răng và cũng như là cái khuôn miệng xong, chúng toàn vai chính không. Thì cái kinh truyền hình, cái đài truyền hình Vĩnh Long 1 là cái đài truyền hình mà chiếu quảng cáo của Phúc nhiều nhất, là thay đổi cái hàm răng xong thì mọi người nhìn vào, mọi người nói là cái hàm răng của Phúc á nó phù hợp với quảng cáo, cười lên là có thiện cảm ngay. Đó, nên là nó giúp cho Phúc thăng tiến rất nhiều trong cái công việc của mình.